Từ thiện với cô Hoạt về gặp Chí đây làm gì Chí? Em treo đồng hồ cho bà con tới lui cái già đang đi công tác. Chị đã hỏi đồng hồ đâu có? Để đồng hồ nằm ngay đây luôn nè. đồng hồ ta dục mà còn chạy vậy đó hả? Đúng rồi, đồng hồ dục còn chạy đó cái nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi, đang cái còn chạy không? Chạy. Trời ơi. Cái nào cũng còn chạy chứ mà ta dục vậy đó ha. Dạ. Trời ơi, ủ hen. Vậy em lụm em treo ngay đây cho bà con đâu biết già đang đi công tác hết tiện. Chạy đúng không á? Đúng, là 12 giờ 20 rồi. Ừ. Tại vì tính không có đi ăn cơm trưa luôn mà có công việc cần chạy về trên vật liệu xây dựng người ta tính tiền á. Dạ. Chạy về chảnh cái rồi tận giải quyết công việc cái rồi mới xuống nữa. Dạ. Chạy ngay đây gặp em. Dạ. Chạy lộn đường mới gặp em nè chứ không thôi chạy đúng đường đâu gặp. Hú cái đường đằng kia. Đúng rồi, tại cái duyên. Mà đâu thấy em đâu, quẹo qua đây mới thấy nè. Dạ. Ừ. Treo đồng hồ đây cho bà con đi công tác qua lại cho biết giờ đi cho đúng giờ. Trời ơi, đi nắng chang chang vậy mà mặc cái áo vậy đó hả? Dạ, mặc gì cho nó mát anh đây. Em nó đen rồi, đâu còn nắm nữa. Đen sẵn rồi. Nắng cháy già luôn á, ba cây tia cực tím nguy hiểm lắm á. Thì em là thân nhà nông mà nắng bây giờ gặp em sợ lắm. Sợ dữ lắm à? Sợ lắm anh. Sợ em lột da. Dám đầu nắng mưa bây giờ nó sợ em lắm. Mày treo cái đó nữa hả? Treo cái này nữa, treo hai cái cho nó. Hai cái con chỗ treo gì? Để treo một chỗ vô đây cho bà con biết giờ rõ. Treo rồi hai cái con chỗ rồi bị thừa rồi. Để thừa cho bà con. Mà cái này treo ngoài mưa vậy hư không ta? Không, hồi cái từ này nó có đồ bảo vệ hết này. Trời ơi, gì lạ quá, độc lạ quá vậy. Độc lạ nhất ở Trần Giang này mà. Độc lạ quá, hai cái đồng hồ luôn. Trời ơi. Nghe luôn cái bản băng nền của ông nào luôn rồi kìa. Bản có cũng gách hết đây. Gách hết rồi. Mày treo bằng cục sạc đó hả? À. Cục sạc cũng lụm đó luôn hả? Cục sạc cũng lụm đây luôn. Cái này ở dưới xã Me bình thường hen. Dạ đúng rồi, với em ấm anh đây, còn trên đây lạnh lẽo quá. Ngày hôm qua đi cà phê về, chắc nào mới về? Dạ, bốn mấy năm về. Dưới hả? Ừ. Mấy bạn kia cũng ở tới giấc đó luôn. Đúng rồi, thì chị hai của trên này bạn gái em nè. Ừ. Vậy dắt đi uống nước rồi thì chạy lên ăn ngay chỗ mở sinh nhật em ăn tour nữa. Ừ. Rồi chuyện qua sao anh không đi? Hôm qua anh đi trao quà cho mấy đứa sinh nghèo. Dạ. Anh tranh thủ anh về anh đi trao quà. Rồi chơi qua tới 4 mấy 5 giờ mới về ha. Đúng rồi. Rồi chị cứ về quê luôn. Chị đó, qua nó về quê luôn, tại đi ừ. Xe du lịch, ở dưới lên 3 người gửi. 3 người gửi hả? Ủa dạ. Sao kỳ hả? Sao 3 người gửi? 3 người lớn, trẻ em là 3 người gửi đó. Vậy đó hả? Dạ. Lạ quá hả? Bạn bé mà lớn nó cho là 4, ừ. Bé còn nhỏ cho gửi. Đây đó, cho ông cái, đây cho ông cái. Gần qua đi vui không? Quá vui. Quá vui luôn hả? Ừ. Rồi gặp chị hai của trên này hả? Rồi gặp chị hai của trên này. Em có nhắn gửi là nói là quyết định hết chỗ này em là chỉ có mình trên này thôi, muốn hầu hạ trên này. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. Chứ không phải là hầu hạ chị hai trên này luôn hả? Đó em cũng đòi hầu hạ chị hai trên này luôn á. Kỳ á? Ừ. Tại chị hai trên này là không có chồng gì đó em đòi hầu hạ luôn. Chị hai này có nói có chồng chứ không có chồng gì? Thì bởi vậy thì anh em anh Kha anh Diệm Vũ đồ nè anh Thắng đồ nói là con này chưa chồng nè chị. Ừ. Chị này chưa chồng rồi. Ừ. Em phóng vô làm nô lệ tiếp luôn. Như thế làm nô lệ gì hai ba người với ông thần thì hai người tối hai người nằm hai bên em nằm giữa. Ồ vui bậy quá. Em nói rõ chuyện qua rồi. Như thế hả? Chắc cái mổ máu không. Em biết đâu em làm nô lệ một ngày tối vô cho ngủ chung vậy thôi. Rồi chắc không có chuyện đó đâu ông ơi. Ừ. Mơ ước sao về mình ba? Mơ cái gì? Mơ ước mơ đẹp gì chứ ước mơ gì mà hai cô nằm hai bên, ước mơ làm bảy không? Thì đó, hai cô nằm hai bên, cô nào lạnh quá thì em sang em ôm luôn. Trời ơi. Cái đó là gọi là đắp mà đắp ấm đêm trăng rằm đó. Người đàn ông tham lam chính là anh. Rồi. Rồi em không tham lam, em nghĩ là nằm chính giữa cô nào lạnh quá. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Để quyết định như đem nằm giữa nè, ôm cho con nào lạnh để em ôm cho nó. Nếu vậy thì một là anh xa rời em. Ừ. Chứ không có vụ hả? Không có vụ hai cô đâu hen. Trời ơi. Dự tính là cũng hai cô đó, em giúp đỡ cho người ta thôi chứ em đâu có tính quyền lại gì cho em. Trời ơi, giúp đỡ vậy đó hả? Dạ. Giúp đỡ hay quá hen. Dạ.
Đâu đâu có ai yêu cầu giúp đỡ kỳ khôi vậy? Mà vậy em cái đó em ra cái yêu cầu mà. Phụ nữ lúc nào người ta cũng là trong tình yêu cũng ích kỷ hết á. Dạ. Không có ai mà muốn mà hai cô mà một ông chồng nằm giữa đâu, có chuyện đó đâu bưởi. Thì em nghĩ là nằm vậy đó, con nào lạnh thì em ôm cho nó ấm vậy thôi, chứ em đâu có quyền lợi. Mà trong khi em đó là ta hai chị em ruột nữa, ông bậy không. Nói lại đi, nói lại đi chứ nói gì không đúng rồi. Thì quyết định như đây. Quyết định là sao? Quyết định đi, con nào á, cho ngủ chung thì ngủ, không cho thôi. Cho chuồng ra chuồng heo. À, ông bà mình nói là một vợ ngủ giường lèo, hai vợ nằm chờ queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm. Đúng rồi. Em chắc chắc không có chỗ ra chuồng heo luôn nữa. Ai cũng mà nuôi lại suốt đời hết cũng này không được rồi. Không, chỉ có trên này thôi à. Vậy hả? Dạ, em chỉ đòi làm trên này, nuôi lại trên này suốt đời này. Sao rồi đòi chị hai trên này nữa là sao? Tại vì nói chung là chị hai của trên này nói là bây giờ trên này mất bận công chuyện nhiều quá mà không điện cho em là em nghĩ là bỏ em rồi, em mới đòi làm nuôi lại cho chị hai của trên này đây. Trời ơi, bậy không. Tự nhiên yêu trên này cái làm nô lệ chị hai trên này. Thì em nghĩ là trên này bỏ em không điện đài gì nữa, cho nên em nghĩ là bỏ em rồi. Chứ không biết đâu ta thử thách lòng mình, cái thời gian mới thử thách được lòng người chứ. Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Đúng không? Chưa trơn cái ông bay qua hào ngoại chị hai trên này rồi đâu được. Thì em nghĩ là cũng ở trong gia đình của trên này. Trời ơi, trong gia đình nó càng kỳ nữa đó. Kỳ đâu kỳ. Trong gia đình hai chị em ruột lấy một người là cũng có cái vấn đề tối kỵ. Em đâu có lấy một hai chị em đâu. Chứ làm gì? Em hầu hạ à. Hầu hạ là làm sao? Đừng ngủ chung mà hầu hạ sao? Không, em chỉ dọn dẹp và giặt giũ đồ vậy đó, rồi tối em ra chuồng heo em ngủ. Sao nãy là hai cô nằm hai bên em nằm giữa? Thì đó ra đề nghị ai cũng khoản đó hết rồi, về ra chuồng heo. Ra chuồng heo luôn. Mà ở bên Mỹ chắc không có nuôi heo đâu. Nằm đó không có chuồng heo nằm luôn đó. Chứ gì nữa, dạ. Mỹ chắc không có nuôi chuồng heo, không có nuôi heo rồi quá chắc nằm ta trong. Nuôi chắc cũng nuôi trang trại được không, chứ đây đâu nuôi gia đình mà có chuồng heo nằm chắc vậy quá. Bây giờ kiếm chỗ khác nằm đi. Thôi xuống sàn nằm thôi, xuống sàn không được luôn đó, xuống sàn nữa đêm ông bò lên mất công lu bu lắm. Rồi chắc ở với cái máy ống của em đó, chắc không chỗ đó thì cũng xuống góc cây kia nữa quá, chứ kiểu này không được. Ừ. Đúng rồi, thì ở chứ làm anh quân mướn cho em ở chỗ nào hết cái thời hạn mướn thì em cũng rút về đó ở. Ừ. Vậy có tới lui chăm sóc cái nhà bên kia gì không? Thế thôi thời gian nó banh luôn á. Có, thì em cũng có tới lui em sửa soạn đồ mà nó hư cái miếng vách ở ngoài đi trong ở ngoài đi giao động rồi. Ừ. Giờ nữa em tính là thay cửa qua đó luôn á. Ừ, tại vì dù sao đi nữa thì cái đó mặc dù cái nhà nó nhỏ á, nhưng mà cũng là một cái đồng tiền quý báu của mình, đồng quân giúp mình. Đúng rồi. Cho nên mình cũng phải biết quý gìn giữ trân trọng đó. Em không phải giữ dọn dẹp đồ cho nó sạch sẽ nè. Tại vì tiếc đâu một ngày nào đó mạnh thường quân còn không còn hỗ trợ chỗ ở nữa thì mình cũng còn cái chỗ ở. Đúng rồi. Chứ nếu mà nhiều khi em bỏ lâu quá chủ đất ông lại ông dở luôn cái xong luôn. Rồi đi đây lại quán chỗ hai anh em nữa, còn phải nói chuyện nhiều hơn. Thôi anh đi về anh lấy số tiền thối của trên vật liệu. Dạ. Nãy tính tiền nhầm. Dạ. Ừ. Thì hen. Rồi ba em. Cơm nước gì chưa? Rồi mới ăn qua rồi. Trời ơi. Rồi bữa nay ăn chưa? Chiều mới ăn. Sáng ăn chưa? Sáng rồi. Rồi giờ đi làm xe rồi tính đi đâu nữa? Đi làm dạo này xong là về nghỉ đó anh. Ờ hen. Chưa nắng quá rồi nghỉ ngơi, chiều mất mát mới đi tiếp. Rồi 12 mấy rồi, vậy về nghỉ được rồi đó. Rồi máy bay. Đồng hồ nó báo giờ 2 rưỡi rồi kìa. Rồi lên xì bo giọt. Rồi. Cái này đề hay đạp? Đạp. Đạp hả? Nghe tay em anh ba. Thôi ăn đi. Anh đi tranh thủ công việc giải quyết việc, anh thở xuống làm nữa đây. Mua bắp cải về để sao học việc ăn cơm. Ừ. Rồi chúc sức khỏe em. Dạ. Chào em. Chúc sức khỏe anh nhau. Rồi. Rồi kính thưa quý vị, tính đi công việc gặp Chí đây. Ghé nó mấy câu. Thì lâu quá cũng không có ghi hình anh Chí trên kênh cho quý vị xem, thì bữa nay tự nhiên gặp cái chuyện lạ. Thì tự nhiên sau đấy treo đồng hồ này thấy lạ quá. Ghé hỏi chuyện. Thì chia sẻ đến quý vị một đoạn video vui. Em xin khép lại video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha.